Này anh đại thống, sao tôi thấy cái mặt anh buồn quá, anh chuẩn bị đi đâu đó? Anh có biết không, tôi chán, tôi buồn lắm. Tôi chuẩn bị đi tìm kẻ thù của tôi. Kẻ thù của tôi đã giết ba má tôi rồi. Bây giờ tôi tìm nó, tôi sẽ giết nó. Tà Hi Hà chính là kẻ cô đơn lãng bạc sông hồ, tìm kiếm kẻ đại thù. Giết, 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 giết! Để vui lòng sống thân. Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn là kẻ thù của ta. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Hồi nhỏ ta lớn giờ bạn sinh ra và đến thời điểm giờ thì bạn có bao nhiêu kẻ thù? Và những cái kẻ thù đó là thù ở mức độ nào? Thì mình rất là tâm đắc với một cái câu thơ rất là hay của một cái vị sư mà cũng từng đọc là gì? Cả đời tìm kiếm trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Ta chính là kẻ thù của ta. Thì như các bạn và các anh chị biết rằng thì hiện nay nó có hai cái thuyết gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện và nhân chi sơ tính bổn ác. Là biết anh chị là chọn cái thuyết nào ha. Có nhiều người thì nói là nhân chi sơ tính bổn thiện, tức là một con người chúng ta sinh ra thì ai cũng có cái bản tính rất là lương thiện. Nhưng mà xong trong cái quá trình sống của mình thì do ảnh hưởng yếu tố môi trường ha, cho nên từ đó con người trở nên là ác đi. Còn có cái thuyết là nhân chi sơ tính bổn ác, tức là một con người mới sinh ra là cái bản chất là đã ác ha, nhưng cái ác đó là được giáo dục, được học tập, cho nên đè nén cái ác đã xuống và cái phần thiện nó phát triển lên, gọi là nhân chi sơ tính bổn ác. Thì mọi người thích cái thuyết nào thì đi tìm hiểu ha. Thì như các bạn biết là kẻ thù của mình đó là chính là con người của chúng ta là tham sân si, tức là chúng ta đi gieo một cái nhân nào thì chúng ta gặt hái một cái quả nấy. Ví dụ một người thì có thể hiền lành đàng hoàng, tính tình rất là tốt ha, thương yêu mọi người, hòa đồng mọi người ha, nhưng mà cuối cùng là bị một người nào đó là chơi xấu mình, hãm hại mình ha, cuối cùng người đó trở nên thù hằn và ác. Còn một số người thì có thể là bỏ qua không quan tâm, sống như mình bị xui thôi ha. Còn một số người thì cái tính ác lúc nào nó cũng cứ trỗi dậy ha, cứ muốn hại người khác, muốn ăn tươi nuốt sống người khác, cho nên gieo một nhân xấu thì cái ác nó gieo một nhân xấu thì xung quanh mình tất cả đều là những người kẻ thù của mình, ai họ không ưa không thích ha, không ưa không thích thì gieo cho mình một cái kẻ thù ha. Thì cái kẻ thù á, thì cái kẻ thù của ta là không phải ngẫu nhiên mà nó có, mà cái kẻ thù á là do mình tự gieo nó ra. Có những chuyện rất là nhỏ nhưng mà xem nó là lớn, có những chuyện lớn thì xem nó giống như cái vũ trụ, giống như cái hố đen của vũ trụ á, mình thù hằn. Đặc biệt là không những người Việt Nam mà trong toàn thế giới này ha, người nó rất là ích kỷ. Ví dụ như rất là ích kỷ, những cái thứ mà mình muốn cho người khác, những cái thứ mà mình muốn lợi cho bản thân mình, cho nên người khác không có phục vụ mình ấy, thì mình tham sân si, ghen rồi ghét. Ví dụ một người mượn tiền mà người đó không cho thì mình thù luôn, mình xóa sổ điện thoại luôn, mình ghét họ luôn đó. Thì cái việc này không phải là tồn tại trong bạn bè hay xã hội, mà kể cả là người thân trong gia đình, ba má, anh em, anh chị, rồi tất cả đều là rất là nhiều ha. Đó. Thì chúng ta là cái kẻ thù. Thì bây giờ nói tóm lại là gì? Những cái kẻ thù chính là tự con người mình tạo ra thôi. Nếu mà mình sống cuộc sống tốt đẹp, mình trải lòng, mình thương yêu tất cả mọi người ha, mình sống chủ mực thì chắc chắn là kẻ thù giảm lại, thì không có còn kẻ thù nữa. Hoặc là mà nhà Phật hoặc là các cái hiền triết ấy thì khuyên chúng ta là không nên tham sân si, và chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù của mình, mình trải lòng ra, mình khoan dung độ lượng, tha thứ cho kẻ thù.
hay là ít hơn thì mình không có tha thứ, mình không thương yêu kẻ thù, thì mình cũng là gì? Mình cũng là gì? Đừng có bao giờ hại kẻ thù, bởi vì kẻ thù chính là mình luôn ha, tức là mình tạo ra kẻ thù. Kẻ thù lớn nhất chính là ta, ta chính là kẻ thù của ta ha. Cho nên trong cái môi trường xã hội thì rất là nhiều. Ví dụ các bạn có xem phim Kiếm Hiệp không? Đó, Kiếm Hiệp giống như mình nãy từ đầu mình nói. Rồi kẻ thù là nói cái nghiệp báo nó sẽ gieo từ cái đời kiếp trước. Tức là kẻ thù nó giết, nó hại hoặc là nó làm của điều gì đó tàn nát gia đình hay này ha. Thì đứa cô nó lớn nó gieo cái hận thù trong người đó, mà nó tìm cái kẻ thù để nó triệt tiêu, nó giết hại trở lại, gọi là quan quan báo báo gì đó, cứ đời này kiếp trời liên tục. Cho nên phim Kiếm Hiệp, phim Tàu thì nó cũng có hại lắm mà ha. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Câu này nghe kỳ á. Đó chính là tiểu nhân chứ không phải là quân tử. Vì quân tử là quên đi thù hằn ha, trải lòng thương yêu kẻ thù luôn. Quân tử trả thù 10 năm chưa nữa, 10 năm mấy chục năm, trăm năm mà nó gieo trong tâm trí của mình thù hằn ha, thù hằn. Thì đó là đâu phải là quân tử đâu, đó là tiểu nhân, đó là kẻ tiểu nhân. Thì trong cuộc sống chúng ta thì ta theo cái quy luật của tự nhiên, theo luật nhân quả của đạo Phật ha, thì chúng ta gieo một cái nhân nào thì chúng ta gặt hái một cái gì, cái kết quả đó. Chúng ta sống tốt đẹp, thương yêu tất cả mọi người ha, gieo những cái hạt giống tâm hồn mình tốt đẹp, những điều tốt đẹp, thì chắc chắn chúng ta là phải gặp cái điều tốt đẹp. Còn ví dụ chúng ta là hung dữ nóng giận, rồi tính bộ ác cũng trỗi lên, gặp ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống, hay có những cái hành vi hành xử không được tốt ha, thì chúng ta đang chính là chúng ta đi gieo một cái nhân xấu, thì kẻ thù chúng ta xung quanh rất là nhiều ha. Đó, như vậy kẻ thù là con người chúng ta tạo ra ha, tạo ra. Còn trong cái xã hội một số người tốt nhưng mà kẻ xấu nó hãm hại thì cái xác suất rất là thấp ha, xác suất rất là thấp. Có thể ở một cái trạng thái bình thường thì ai cũng biết ha, cũng kiểm soát được những cái suy nghĩ, cái hành vi của mình. Nhưng mà đứng trước một sự vật hiện tượng, một cái mà sự vật hiện tượng gì đó rất khó khăn nan giải ha, thì mình không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, cho nên mình cũng có thể gây ra tội lỗi hoặc là gây ra nhiều cái kẻ thù ha. Đó, thì có nhiều người thì thù rất là lâu, rất là dài, mà thù rồi thì từ mặt kẻ thù, không thèm chơi gì kẻ thù, đó là chuyện bình thường. Mà sau đó là tìm cách hãm hại kẻ thù, không muốn kẻ thù phát triển, không muốn kẻ thù tồn tại, kẻ thù không đội trời chung. Nguy hiểm quá à, rất là nguy hiểm à. Cho nên thì ai cũng có tham sân si hết. Nếu mà chúng ta thương yêu mọi người, cởi mở hòa đồng vui vẻ mọi người thì cuộc sống này nó tốt đẹp hơn ha. Đó, cho nên mọi người, cho nên các cái viện nghiên cứu người ta chứng minh thật luôn á, nếu mà trên đời này không có tình thương yêu thì nói một cái câu ví von là trẻ em không có lớn và người lớn không trưởng thành. Người ta chứng minh thật luôn, người già thì bị hóc hủi, cô đơn thì họ đâm ra là chết sớm hoặc là bệnh tật. Còn nếu mà người già bị chăm sóc bởi con cái, sống vui vẻ, họ sống lâu, sống khỏe hơn ha. Còn trẻ em ấy thì vẫn là dinh dưỡng giống như nhau như đúc ha, trẻ em dinh dưỡng giống nhau như đúc, nhưng được thương yêu, được hát, được ru thế này kia, tình thương yêu, thì những cái trẻ em đó nó lớn hơn ha, nó phát triển tốt về thể chất cũng như là trí tuệ. Còn những cái trẻ em và cái dinh dưỡng giống nhau nhưng mà không có tình thương yêu, không có vuốt ve, không có cho nó nghe nhạc, nó hát, thì trẻ em nó chậm lớn hơn, người ta chứng minh thật luôn. Cho nên nói tóm lại là chúc tất cả một người ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Thì lâu nay chúng ta có bao nhiêu kẻ thù thì chúng ta hãy vặn đi ha, vứt đi ha, thương yêu kẻ thù đi ha. Đó, cho nên bây giờ mình đọc lại cái câu thơ hồi nãy để mình kết thúc cái vấn đề hôm nay. Cả đời tìm kiếm trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù.
giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta.